Đây là cái khu chợ cá này, mua bán gần cặp bờ sông. Ở bờ sông ở dưới kia thì chợ ở đây cũng mới vừa dời lên hôm nay thì cũng có nhiều hạng mục cũng chưa có hoàn thiện, nhưng mà bà con thì cũng tập trung mua bán rồi. Đây là khu chợ cá. Đây cái chợ đẹp lắm, có nhà vệ sinh. Có nhà vệ sinh công cộng luôn. Mày trái cây. Đọt chạy đó, đây là con là tự hái nè. Này ngòm, ngò gai. Ở đây là cái quốc lộ 61. Thì ở đây có cái dòng sông này, bà con mua bán là bằng ghe xuồng đậu với cái mấy bên kia. Ngồi dưới đây bán em hơn không con? Em ở trong kia không? Rộng rãi hơn ha. Cái này tự trồng nhà sao con? Mua người ta bán lại. Cô ở ấp nào? Ăn mình. Chợ mới thì giờ về đây khá là rộng, cho nên bà con mỗi người ngồi chỗ mua bán cũng rộng. Chợ mới giờ về đây bán thì bà con thấy thoải mái hơn, phấn khởi hơn. Người ta về đây để kinh doanh đông đúc. Này cao, cao tươi, cao khô. Dạ quay đăng lên trên mạng á.
Đây mới ngày đầu tiên mà đông như vậy thì chắc cũng vài bữa sau còn còn đông hơn hiện tại nữa. Cá nhỏ quá vậy? Không, tại vì đi bữa nay đi quay chứ không có đi thả phóng sanh.